Trung Quốc đẩy mạnh kế hoạch ép Việt Nam dừng khai thác bãi Tư Chính. Việt Nam chưa kịp thở phào thì đã phải tiếp tục đối phó với Trung Quốc. Vào hôm 13 tháng 8 năm 2019, đã cho tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 8 trở lại hoạt động trong khu vực bãi Tư Chính, ngay trong vùng thềm lục địa của Việt Nam. Theo giới phân tích, việc chiếc tàu khảo sát được cả một đội tàu hải cảnh và dân quân biển hộ tống trở lại vùng này là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang đẩy mạnh kế hoạch ép Việt Nam dừng khai thác một khu vực dồi dào dầu khí mà Trung Quốc cho là của mình. Trả lời phỏng vấn của Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post ngày 15 tháng 8 năm 2019, chuyên gia Colin Kaur thuộc Trường Nghiên cứu Quốc tế Rajaratnam tại Singapore cho rằng Bắc Kinh có dấu hiệu đang áp dụng một kiểu ngoại giao pháo hạm với những đòn tấn công dai dẳng để buộc Việt Nam phải lùi bước và ngừng các hoạt động thăm dò và khai thác năng lượng trong khu vực mà Trung Quốc nhòm ngó. Đây cũng là ý kiến của giáo sư Hồ Ba, giám đốc cơ quan sáng kiến điều tra tình hình chiến lược ở Biển Đông thuộc Đại học Bắc Kinh. Ông cho rằng chính công việc khai thác dầu khí của Việt Nam tại vùng bãi Tư Chính mới là mục tiêu thực sự của chiến dịch Hải Dương Địa chất 8. Nhận định của hai chuyên gia nói trên có thể được kiểm chứng trong thực tế. Nhân lần thâm nhập khu vực bãi Tư Chính vừa qua, trong lúc tàu Hải Dương Địa chất 8 thực hiện công việc khảo sát, thì các tàu hải cảnh của Trung Quốc đi theo gọi là hộ tống. Tàu của Trung Quốc đã đồng thời tỏa ra quấy phá công việc thăm dò dầu khí của Việt Nam trong khu vực. Chủ trương cản trở công việc khai thác dầu khí của Việt Nam trong bãi Tư Chính càng lộ rõ khi trong đoàn hộ tống trước Hải Dương Địa chất 8 lần đầu có chiếc tàu hải cảnh khổng lồ mang số hiệu 3901 có trọng tải 12.000 tấn, lớn gấp 3 lần tàu khu trục hạm mà Mỹ thường đưa vào tuần tra ở Biển Đông. Theo những nguồn tin trùng hợp trong thời gian qua, những cuộc đối đầu giữa lực lượng cảnh sát biển Việt Nam và hải cảnh Trung Quốc có lúc đạt quy mô 20 chiếc tàu từ cả hai phía. Lần này, theo những thông tin ban đầu, Trung Quốc đã cử thêm 2 chiếc tàu hải cảnh hiện đại từ biển Hoa Đông xuống, tăng viện cho lực lượng họ đã bố trí trong vùng bãi Tư Chính. Một lực lượng hùng hậu như vậy lại không ngại ngần có hành vi khiêu khích, rõ ràng là nhắm mục tiêu phá rối, làm nản chí không chỉ Việt Nam và cả các đối tác của Việt Nam trong việc khai thác dầu khí ở khu vực. Mục tiêu tối hậu của Trung Quốc, theo hầu hết các nhà quan sát, là ép không cho Việt Nam hợp tác với các đối tác ngoài khu vực để khai thác dầu khí ở Biển Đông, để chỉ hợp tác với Trung Quốc mà thôi. Ý đồ này lộ rõ trong đề nghị mà Trung Quốc muốn đưa vào Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông đang thảo luận với ASEAN. Theo đó, các đề án phát triển tại Biển Đông chỉ dành riêng cho các nước có tuyên bố chủ quyền, các nước ngoài vùng không có quyền tham gia. Nói cách khác, các nước như Việt Nam cũng như Malaysia hay Philippines chỉ có thể hợp tác với Trung Quốc nếu muốn khai thác dầu khí ở Biển Đông. Việc Trung Quốc cho tàu Hải Dương Địa chất 8 trở lại vùng bãi Tư Chính đã được các nhà quan sát dự đoán ngay khi chiếc tàu này di chuyển qua neo đậu tại đá chữ thập. Tiền đồn mà Bắc Kinh đã xây dựng sẵn trên một số thực thể quần đảo Trường Sa mà Bắc Kinh đã chiếm lấy từ tay Việt Nam và Philippines trước đây. Theo giới quan sát, hành vi của Trung Quốc một lần nữa phản ánh thái độ coi thường luật pháp quốc tế của Bắc Kinh, đã từng được thấy rõ qua việc Trung Quốc bác bỏ phán quyết của tòa trọng tài thường trực La Hay đã phủ nhận các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh trên hầu như toàn bộ Biển Đông. Trong bài phân tích đăng ngày 8 tháng 8 năm 2019 trên trang mạng của Cơ quan Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á AMTI thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS tại Washington, nhà nghiên cứu Lê Thu Hường thuộc Viện Chính sách Chiến lược Úc ASPI đã không ngần ngại cho rằng khi cho tàu Hải Dương Địa chất 8 vào hoạt động ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Trung Quốc đã không chỉ thách thức Việt Nam mà còn thể hiện thái độ coi thường cộng đồng quốc tế và pháp luật quốc tế. Tác giả bài nghiên cứu nêu bật hết tính phi pháp trong hành động của Trung Quốc với việc một chiếc tàu của Tập đoàn Chính phủ Trung Quốc
rõ ràng là đang thực hiện cuộc khảo sát dầu khí trên hai lô nằm bên trong thềm lục địa của Việt Nam theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Giống như năm 2014, khi Bắc Kinh cho giàn khoan Hải Dương 981 vào cắm trong vùng thềm lục địa của Việt Nam ngoài khơi miền Trung, lần này tàu khảo sát của Trung Quốc cũng được một lực lượng bán quân sự bao gồm hải cảnh và dân quân biển đi theo hộ tống. Điểm mới lần này là ngoài việc bảo vệ tàu khảo sát, lực lượng hải cảnh Trung Quốc còn bung ra sách nhiễu các hoạt động thăm dò của Việt Nam tại lô 06.1 ở khu vực bãi Tư Chính. Đối với chuyên gia Úc, hành động xâm nhập của Trung Quốc vào thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam không phải là một hiện tượng mới. Giàn khoan HD981 năm 2014 là một ví dụ điển hình, dẫn đến một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng giữa hai nước láng giềng. Tuy nhiên, vụ bãi Tư Chính lần này lại thể hiện một thách thức nghiêm trọng hơn ở nhiều cấp độ. Thách thức pháp lý, hủy bỏ quyền của các nước trên thềm lục địa. Trước hết, các hoạt động khảo sát của tàu Trung Quốc đã đặt ra một thách thức pháp lý. Các hành vi đó chứng tỏ rằng Trung Quốc vẫn kiên trì tìm cách áp đặt quyền kiểm soát hành chính trong đường chín đoạn mà họ tự vẽ ra để tuyên bố chủ quyền, bất chấp việc yêu sách của Bắc Kinh mâu thuẫn với luật pháp quốc tế. Tiến sĩ Lê Thu Hường ghi nhận rằng, kể từ khi đường chín đoạn của họ bị Tòa trọng tài thường trực phán quyết là bất hợp pháp vào năm 2016, đây là lần đầu tiên mà Trung Quốc tiến hành một cuộc khảo sát tại vùng biển của nước khác mà Bắc Kinh cho là của họ. Khi cho tàu vào khảo sát vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Bắc Kinh đang công khai kháng lại tính hợp pháp của các quyền thềm lục địa được Công ước Liên Hợp Quốc và Luật Biển đảm bảo. Tài nguyên thiên nhiên ở khu vực bãi Tư Chính đã được Việt Nam khai thác trong nhiều thập kỷ qua, thế mà Bắc Kinh hiện đang cố gắng tạo ra một cuộc tranh chấp trên các khu vực vốn không hề có tranh chấp trong quá khứ. Thách thức ngoại giao nhắm vào cả cộng đồng quốc tế. Bắc Kinh đang thách thức không chỉ Việt Nam mà cả Mỹ và cộng đồng quốc tế. Vấn đề đặt ra là, theo tác giả bài phân tích, liệu phản ứng quốc tế có thờ ơ như sau phán quyết của Tòa trọng tài năm 2016 không? Vào lúc này, Trung Quốc đang như công khai phỉ nhổ vào cuộc đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử COC mà họ đang theo đuổi với khối Đông Nam Á, ASEAN. Tiến bộ đã được thông báo về quá trình thương thuyết rõ ràng chỉ tồn tại trên giấy tờ, chứ không phải trong thực tế. Hành động của Trung Quốc tại bãi Tư Chính cũng phủ một áng mây đen trên niềm hy vọng, theo đó COC sẽ có tác động thực sự trong việc quản lý các tranh chấp hoặc cách ứng xử của Trung Quốc. Thách thức kinh tế buộc các nước phải đồng khai thác với Trung Quốc. Trung Quốc đã khởi động vụ bãi Tư Chính đúng vào thời điểm Hà Nội chuẩn bị lên làm chủ tịch luân phiên ASEAN trong năm 2020, làm thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Không những thế, ngay trong nước, Việt Nam cũng phải chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ 13 vào năm 2021, với khả năng là sự thay đổi ban lãnh đạo. Trong số các sự kiện, theo tiến sĩ Lê Thu Hường, có vẻ như Bắc Kinh muốn dằn mặt Hà Nội trước khi Việt Nam lên làm chủ tịch ASEAN. Bài viết tổng hợp theo RFI.